Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip chia sẻ tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc đang theo dõi về các cái video clip và về các cái bộ bàn ghế bằng chất liệu gỗ mùn hoa của chúng tôi. Thì trong video này chúng tôi giới thiệu tới quý vị bộ sản phẩm, nó là bộ bàn ghế Minh Quốc Hồng bằng chất liệu gỗ mun hoa hay còn gọi là gỗ mun Lào, mun mắc tiền nhất hiện nay. Đầu tiên chúng tôi giới thiệu tới chiếc bàn. Thì chiếc bàn này chúng tôi làm kích thước là 1m07 x 1m67 vào thước đẹp, số đẹp của thước phong thủy lỗ ban. Toàn bộ khung chúng tôi làm dày 4 phân, ván chúng tôi làm dày 2 phân. Và toàn bộ các cái vân này là vân thật, chúng tôi vừa mới tẩy axit xong. Làm được bộ bàn ghế chất liệu gỗ mun hoa này, chúng tôi thi công trong vòng từ 3 tháng tới 4 tháng mới xong được bộ bàn ghế, vì để làm được rõ các cái vân này thì chúng tôi phải tẩy axit rất nhiều lần. Lần này là lần thứ 6. Thì bắt đầu các cái độ sắc vân với hiện rất là rõ cho quý vị xem. Gỗ mun này hay còn được gọi là gỗ mun sọc, người thì gọi là gỗ mun hoa, và vân là vân sọc. Và chất liệu gỗ mun hoa này nó rất nhiều các cái loại vân, vân trắng xen giữa các cái loại vân xanh. Thì quý khách khi mua bộ bàn ghế gỗ mun hoa, chúng tôi cũng khuyên là nên xem mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách rằng đó là 100%, đó là vân thật, không vẽ vân, không bán vân. Và trước khi xong mộc, chúng tôi quay lại video clip một lượt để báo cáo tới các khách hàng đã đặt hàng trên toàn quốc. Bộ bàn ghế Minh Quốc Hồng này chúng tôi làm cột 12. Trường chúng tôi chạm hoa hồng. Chiếc ghế dài thì chúng tôi chạm chim điểu. Chiếc bàn trà chúng tôi làm kích thước là 70 nhân với 40. Chiếc đôn chúng tôi làm 40 nhân 40. Chiếc đôn con. Và toàn bộ các cái sắc vân này là vân thật tự nhiên. Cạnh đây là chúng tôi cũng đang vừa với tẩy axit bộ Minh Quốc Voi cột 22. Thì trong một video clip nữa chúng tôi sẽ giới thiệu riêng bộ bàn ghế Minh Quốc Voi. Video trước tôi đã giới thiệu bộ bàn ghế Minh Quốc Voi cột 14. Chiếc ghế đơn của bộ bàn ghế Minh Quốc Hồng này chúng tôi làm với cái kích thước là 81 x 61 và nhân 1m17 chiều cao. Và phần vách chúng tôi làm dày 5 phân, được chạm tứ quý 4 mùa xuân hạ thu đông, đó là tùng cúc trúc mai. Như các bạn đang xem đây là các cái vân gỗ này là vân thật. Điểm đặc trưng của chất liệu gỗ mun hoa đó là các cái sắc vân rất là đẹp, sọc xanh trắng xen kẽ các cái sọc đen, đó là gọi là gỗ mun sọc, gỗ mun đắt tiền. Và đến chiếc ghế dài chúng tôi làm kích thước khuôn mặt là dài 1m97, phủ bì là 2m17. Toàn bộ phần yếm này chúng tôi làm dày 4 phân, đục hoa lan tây. Phần vách chúng tôi làm 3 vách, ở giữa là hai trống chim có đục hoa hồng. Toàn bộ chúng tôi đã được chọn gỗ chọn vân rất là kỹ. Thì trong video trước chúng tôi cũng đã giới thiệu quy trình để làm được bộ bàn ghế như này. Chúng tôi phải luộc gỗ như luộc bánh chưng để cho các cái chất nhựa trong gỗ nó chảy ra. Thì khi hoàn thiện lên bộ bàn ghế nó sẽ rất là đẹp và nó hạn chế cái độ nứt nẻ cao. Gỗ mun hoa này bản chất của gỗ là bên trong rất là lắm nước và nhựa. Nếu như chúng ta không hoàn thiện kỹ thì nó sẽ rất hay là bị nứt râm. Chúng tôi có nhận bảo hành các cái bộ bàn ghế gỗ mun hoa này tại nhà. Nếu như có nứt nát, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái sản phẩm của chúng tôi. Để làm được bộ bàn ghế trọn vân rất là khó. Như các bạn đang xem đây. Các cái vân kéo sọc dài rất là đẹp. Chúng tôi tuyển từ phần chân lên đến phần cột trương. Toàn bộ được đục tay thủ công 100%, kênh bong sắc nét. Các bạn đang xem tới phần trương của chiếc ghế dài, toàn bộ là vân hoa da báo. Chúng tôi vẫn khuyên quý khách là nên xem mộc trước khi sơn
để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Quý khách có nhu cầu làm bộ bàn ghế gỗ mun, quý khách nên có thời gian đặt trước từ 3 tới 4 tháng nó sẽ đảm bảo. Chứ không nên là mua trong ngày 1, ngày 2, có thể mua được bộ bàn ghế như này với giá vài trăm triệu. Nó sẽ không đảm bảo. Gỗ mun thường có cái nhược điểm là rất hay nhiều cái vết nứt răm. Và nó ưu điểm là gỗ đắt tiền, chất rất là nặng. Bộ bàn ghế như này có thể nặng cả tấn và giá trị của nó lên tới vài trăm triệu một bộ như này. Quý khách có nhu cầu mua sắm về nội thất các cái đồ bằng gỗ mun hoa, quý khách hãy bỏ ra từ 5 tới 10 phút để xem hết video chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn. Gỗ mun này được xuất xứ từ bên Lào, chúng tôi nhập khẩu về. Khi mua gỗ thì phôi rất là đắt. Và hoàn thiện được bộ bàn ghế này chúng tôi cũng phải mất từ 15 ngày tới 1 tháng mới xong. Làm đủ các nước thì nó mới đẹp. Và riêng về tẩy axit là chúng tôi phải tẩy 6 lần để cho gỗ nó trắng ra, các cái vân gỗ nó hiện được rõ hơn. Khi để mộc ban đầu thì nó sẽ là gỗ mun màu một màu đen xì, không có một tí vân nào. Và khi tẩy axit thì bắt đầu nó mới hiện rõ như này. Đây tôi quay cả mặt sau mặt trước cho quý vị xem. Đang vân xanh sọc trắng thì là lại có các cái vân đen. Rất nhiều các cái sắc vân. Quý khách lưu ý khi chọn mua hay là đặt hàng bộ bàn ghế gỗ mun hoa. Bộ này chúng tôi làm 7 món, một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn và một bàn trà. Chúng tôi cũng đã báo các cái kích thước rồi. Đây là bộ cột 12 được chạm Minh Quốc Hồng. Và đằng sau là một chiếc ghế dài của bộ bàn ghế Minh Quốc Voi. Chúng tôi làm cột 22 cho các khách hàng đã đặt hàng. Bộ cột 22 thì nó rơi vào cái trị giá tiền nó vào gần 2 tỷ. Bộ bàn ghế này thường thì dành cho những người lắm tiền. Vì nó bộ bàn ghế này rất là sang trọng, quý phái. Ngay từ các cái sắc vân. Và để chọn được bộ lắm vân thì rất là khó, chúng tôi phải pha từ 10 đến 20 bộ chúng tôi mới chọn được một bộ đẹp như này. Như các bạn đang xem đây, và đục tay thủ công kênh bong một bộ thì rất là lâu. Quý khách có nhu cầu, quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm các sản phẩm cũng như là đặt hàng. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.